Ok. Tôi đang ở trong nhà bác Hùng, có thằng đang nết tôi. Rồi tôi giết được rồi. Ok. Ok, tôi đang chữa thương ở cái phòng nhỏ nhỏ cạnh mắt. Cỏ không đúng không? Ừ. Ok. Vào đi. Hello Nhật. Mấy hôm tôi bận quá, hôm nay tôi mới stream lại được. Vãi lồn, còn ăn mình ngắm sao băng nữa. Lãng mạn vãi lồn. RPK cáp trên đầu. Và Aileen. Ông chạy à? Không. Có thằng. Ui địt con mẹ rồi, đừng có nhìn tôi nhìn nó. Tôi giết nó rồi. Tôi. Đi mẹ nó nhìn tôi nhìn nó. Tôi tưởng ông đi cơ. Không. Sao đấy? Mẹ đang lút thằng này ngẩng mặt lên thấy ngay ông hàng đứng trước mặt.
ông chạy đúng không? Tiếng gỗ của ông à? Chả có con mẹ gì giá trị, mỗi vụ nguồn. Không tham gia vào sự vào trong hầm rồi. Không, à có á? Sao thế? Sao không biết? Có vết máu chảy đây. Nó toán tôi mà. À. Ngay cửa hầm thì là tôi. Ông đang trong rồi đúng không? Ừ. Ok. Thành không gì đâu. Đi lên đi ông. Đây rồi. Đóng cửa. Men tưởng đi. Cái gì cơ? Có cốc to, có cốc to. Không không không. Đi xem bên kia. Chắc bị x2 đâu, tôi thấy vẫn 1 mà. Có bị x2 đâu. Bên này thấy vẫn là 1 đấy, không phải x2 đâu. Chắc là bên ông bị lag hay gì rồi. Thử tắt đi bật lại ra nào. Ui, có. Bên cạnh nhà bảo vệ. Tôi chết rồi, địch cân mẹ. Vừa nhìn được cái xác phát thì thấy thằng kia nó sổ ra. Đúng trận. HMLH. Tôi đang từ bên Scapland qua. Tôi vẫn đang ở đây. Ta định giúp cho ông. Để thay một thằng sniper. Có sniper à? Ui, mệt. Thằng đấy nó ở dưới đây thăm bắn tôi. Chạy đọc viên, bắn đọc viên, chống một viên nó chạy luôn. Mấy anh chít kinh tha cho em nhá. Tôi đang đến này, Tôi đang đến nhá. Quảng mau đi từ từ. Đây à? Tôi. Ok, ném ra. Tôi chưa lấy cái, tôi mới cầm một ba lô, chưa biết gì đâu. Ok. Để có cách nữa. Ăn thì ăn. Không hiểu sao. Tôi chỉ sợ nó ở bên phía nhà ấy kìa. Để tôi nhập cái xác của tôi ạ. Ok. Tôi chỉ sợ nó ở bên này với tất cả các bạn. Okay. Giáp hỏng rồi. Con
con này rác sơ cua nào đấy không? Sơ cua ở đây có tôi bắn hỏng rác anh rồi. Rác này lên 4 còn không được. Loại rác tôi không điểm rồi. Cậu ở ngoài kia có một cái rác đèo. Để tôi đấy, sẽ tầm nào. Súng xịn này. Thôi thì phải bây giờ bắn xuống nghe đấy. Ừ. Có hai tiếng chân. Có hai tiếng chân đấy. Ơi. Đi có mẹ. Trước cửa đó. Tôi báo cho ông mà tôi lại quên mất tôi đang mút tiếng. Cần mẹ. Tôi nghe thấy hai tiếng chân. Đéo pin. Giáp đéo còn. Rồi nó sẽ đứng sau tôi đó. Ngay cửa đi. Ông chết ở chỗ nào? Ngay cửa này đó. Cửa chỗ hướng anh em mình hay là đầu đằng kia? Đầu á đ- đầu bên sắc đầu bên Scapland gì? Ờ đâu khi mà ông chạy đến ở bên này hướng bên này. Khi mà bên phía ông phía mình tôi. À đây rồi, tôi thấy sao không rồi? Nó sau xe tăng. Sau xe tăng á? Tôi đang ở sau xe tăng đây mà. Thế ông thì bắn tôi. Không. Lúc tôi nghe tiếng bắn tôi mới chạy ra mà. Nó là đấy, hay có thể nó trong nhà thì nó. Xác nhà đỏ. Đấy, tôi đấy. Không, xác ở ngoài. Cái nhà đỏ gì đó xác nhà không? Có trong nhà. Ơ, thằng này đâu nhỉ? Tìm kia. Thằng đéo có pen này. Ừ, chắc tôi có. À, sao tôi đéo có? Tôi để ở trong, cất ở trong đấy. Đó, không còn đấy đấy. Ông nhìn thì có một xác trong nhà. Ừ, trong nhà có một cái xác. Có biết là bắn súng hay có biết là bắn súng gì không? Tôi nghe thì có vẻ là SA-58. Nhưng mà không chắc lắm. Okay, tôi nghe... Okay. Tôi thấy ông chạy phát xong tôi nghe tiếng chân nữa thì tôi báo cho ông, nhưng mà lúc ấy tôi lại quên mất tôi mút mẹ tiếng rồi. HMLH. Đồ này trốn ở đâu? Thầy ma bảo sao? Tôi đã biết rồi. Xong thì nó bắn tôi hết thôi. Xác tôi còn nghe đâu. Xác ông vẫn còn. Không như hai thằng ấy đi đó. Hai thằng ấy bị thằng sniper bắn chết rồi. Không hiểu. Mà đéo hiểu nó bắn từ đâu sang cơ. Thằng giết ông tên là gì? Thờ
thế thì tôi nết chết rồi, tí cân mẹ. Tôi nết chết rồi. Ok. Hay. Hóa ra cái xác này là tôi giết rồi, tôi đều biết. Ờ, nết chết. Tại đọc tên vẫn còn đang bỡ ngỡ, thấy tên tiếng Nga mà rất đéo hiểu thằng ạ. Hóa ra là mình đang bắn sực cáp. Thằng này bắn cầm slick kìa, ui ngon đấy. Không phải slick tôi. Từ từ. Nó là slick của mình. Có tiếng gì đấy? À, nó loot động tác của ông thì chắc là slick của ông rồi. Slick còn bao nhiêu điểm? Slick còn 76 điểm, 76,5. Của ông thì? Của tôi 76,5 điểm thôi. Ờ, thế đúng rồi. Không, của tôi là 30 điểm thôi, 30 trên 7 mấy thôi. 7 mấy? Của tôi là 30 mấy điểm trên 7 mấy. À, đây là 0 trên 76. 0 trên 76 là giáp tôi. Chắc giáp của ông. Ra được chắc chắc ông phát. Ờ, loại slick của ông. Bức mẹ ba lô của ông rồi. Cháu lấy được ba lô của ông, bức rồi. Bị lỗi. Không lấy được ra luôn ấy. Bỏ. Tôi đi giấu cái tôi đi con mẹ chết, nó kẹt trong phòng rồi. Ôi mẹ luôn, bị kẹt. À đây được rồi, được rồi. Vãi lồn của giáp ném ở trong phòng, rơi mẹ ra ngoài. Fan. Đi mẹ toàn cửa khó. Không. Toàn mấy cái extract của PMC. Có. Tôi đang ở dưới hầm rồi. Đi xuống cái đường đi lên trên này. Nhà cái chặt đường bên trái đúng không? Phải à? Ông đang ở đầu hầm đúng không?
Tôi đang không, tôi vào trong đến nơi chỗ hai cái cửa thông nhau rồi. Đi cửa bên phải. Ok. Chẳng cố được luôn. Ui địt mẹ, có sơ cắp chết dưới này à. Có anh Tài đang chuột dưới này không? Rồi ok, thấy chắc rồi. Thank you.